vị và các đồng chí, tôi đã được chuẩn bị sẵn sàng để chỉ ít phút nữa thôi sẽ được tiếp xúc với một chú chó chiến đấu mà được huấn luyện về cơ bản là rất cảnh giác và dữ tợn. Tuy nhiên thì tâm lý vẫn còn đôi chút e dè. Thưa đồng chí, là không biết là khi tôi mặc bộ đồ bảo hộ như thế này thì có đảm bảo an toàn 100% khi tiếp xúc với chú chó không ạ? Vâng, thưa đồng chí, là bộ quần áo này là về cơ bản là nó rất là an toàn. Trong quá trình huấn luyện trên thao trường đối với lại chúng tôi là phải mặc bộ áo bảo hộ. Đấy, cái nữa là cái quá trình chó cắn thì nó sẽ cắn vào một số các vị trí, ví dụ như là hai bên tay của đồng chí này chẳng hạn, và cái đằng sau lưng này, và cái lớp áo này thì nó tương đối dày. Đấy, nhưng mà trong quá trình huấn luyện thì vẫn có một số con chó, một số chú chó là cái sức cắn của nó rất là mãnh liệt. Đấy, răng của nó có thể là xuyên qua cái lớp áo này. Đấy, và hằn lên trong da thịt. Đấy, đối với những người phục vụ như chúng tôi. Sau đây tôi sẽ mời đồng chí ra tiếp xúc cùng với lại chú bạn nhỏ của tôi. Thưa đồng chí, là anh bạn này của chúng ta có tên là gì ạ? Đây là giống chó ngoại có phải không ạ? À, đúng rồi, đây là chú chó tên là Jinne. Cái quá trình huấn luyện ở đây là số chó ở đây là đều được là giống chó ngoại. Về cái điều kiện khí hậu của mình là nó không giống với khí hậu của bên Tây. Nên quá trình chăm sóc cũng như là nuôi dưỡng là từ khẩu phần ăn cho tới là điều kiện khí hậu là nó rất là phức tạp. Những chú chó chiến đấu hung dữ thì rất có lợi trong quá trình là đấu tranh với tội phạm. Tuy nhiên thì làm như thế nào để chúng giữ được bình tĩnh trong cái điều kiện mật phục trước khi có lệnh tấn công ạ? Đó là một cái quá trình huấn luyện rất là bền bỉ. Đấy, để cho những chú chó này có cái khả năng mà đi làm việc được thì nó phải huấn luyện để trở thành một kỹ năng. Đấy. Ở trường thì đó là một cái khoa mục, gọi là cái khoa mục chung, làm sao để giữa huấn luyện viên và chó nghiệp vụ của mình là phải hiểu nhau. Đấy, mình nói cái gì là nó phải nghe cái đó, và cái quá trình làm việc của nó thế, nó phải hiểu là đây là một cái quá trình làm việc. Lực lượng chó nghiệp vụ thì sẽ có nhiều cái nhiệm vụ khác nhau, như là đánh hơi hay là đấu tranh với tội phạm. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể phát hiện ra là con nào thì có cái năng khiếu trong lĩnh vực nào ạ? Cái quá trình tuyển chọn vào là một, cái thứ hai là quá trình huấn luyện là mình phải lựa chọn được, nắm bắt được những cái con mà có những thần kinh như nào, con thần kinh mạnh, đấy, nó rất là ham mê cắn chẳng hạn, thì mình sẽ đưa vào những khoa mục về chiến đấu. Còn những cái con mà cái khả năng về khứu giác cũng như là đánh hơi giỏi thì ta sẽ lại định hướng đưa sang những cái môn, ví dụ như là môn giám biệt, môn truy lùng, hoặc là cái môn về ma túy, tìm kiếm cơ hội cứu nạn. Vậy như Jinne thì liệu chú có thể đánh hơi tìm được đồ vật không ạ? Chú chó này thì hệ thần kinh của nó rất là vững, con này, thế nên là cái phần lớn đưa vào các môn, các cái khoa mục là nó đều làm tốt, nhưng mà về khứu giác của nó cũng rất là tốt. Vâng ạ, vậy thì liệu tôi có một cái khăn ở đây và tôi có thể nhờ chú chó này đánh hơi giúp tôi để cho khán giả được chiêm ngưỡng tài năng của chú không ạ? Cái đấy này là được, anh bạn của tôi sẽ tìm ra được ngay. Vâng. Đi tìm thôi. Tìm. Tìm giỏi, nè, tìm giỏi, tìm. 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 Nè, thôi. Đấy, nè giỏi. Vâng ạ, thưa anh, chó là cái loài động vật thông minh, dũng cảm và vô cùng trung thành. Vậy thì làm như thế nào để các huấn luyện viên có thể thực sự cảm được cái lực lượng chiến đấu đặc biệt này ạ? Thứ nhất là đối với lại những chú chó mình đã huấn luyện ấy, thì trước tiên là mình phải có cái tình cảm với nó. Đấy, thực ra là cái này nó là cái vấn đề là nghề nghiệp. Đấy, mình rất là yêu quý những chú chó này. Đấy, là cái tình cảm mình dành cho nó thì nó cảm nhận được, và nó cũng có cái tình cảm lại đối với mình. Mình phải nắm bắt là con này là ví dụ như là cái con Jinne của tôi này là nó rất là ham mê vật. Đấy, nên là mình từ đó là mình phải định hướng cho nó, hoặc là những cái bài tập của mình liên quan đến vật nhiều hơn, để cho nó cảm thấy là lúc nào cũng là được đáp ứng được những yêu cầu của nó, những cái sở thích của nó. Đấy, rồi dần dần các cái mối quan hệ đó là nó sẽ, cái khoảng cách giữa mình và Jinne là nó cũng ngắn đi. Cảm ơn đồng chí.
Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, chỉ khi được trải nghiệm và lắng nghe những lời tâm sự của các huấn luyện viên, tôi mới có thể thực sự cảm nhận được sự vất vả trong công việc không ít nguy hiểm mà các anh đang đảm nhiệm. Vậy động lực nào đã giúp các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình?